Gordon. Washington. There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 15 tháng 8 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng ở Việt Nam, ngày 16 tháng 8. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam phản đối Mỹ tăng thuế tôm đông lạnh Việt Nam. Nga sắp hạ thủy tàu ngầm thứ 3 đóng cho Việt Nam. Liên Hiệp Quốc báo cáo về tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á, Thái Bình Dương. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Xưởng đóng tàu Amirati của Nga loan báo cuối tháng này sẽ cho hạ thủy tàu ngầm thứ 3 trong tổng số 6 chiếc Việt Nam đặt mua, theo tin RIA Novosti. Cuối năm 2009, Việt Nam ký thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la mua lại của Nga 6 chiếc tàu ngầm để tăng cường khả năng hải quân và quốc phòng giữa những tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông. Theo hợp đồng, Nga cũng sẽ huấn luyện cho đội ngũ Việt Nam cách sử dụng và sẽ chuyển giao tất cả 6 chiếc tàu sang Việt Nam trước cuối năm 2016. Chiếc đầu tiên đã hoàn tất 100 ngày chạy thử hồi tháng trước và một toán thủy thủ đoàn hải quân của Việt Nam đã được đào tạo từ tháng 4. Chiếc tàu này theo dự kiến sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Hải quân Mỹ ví các tàu ngầm Kilo Diesel điện lớp Vasa Vianka thuộc dự án 636M này của Nga như các hố đen trong lòng đại dương vì gần như không thể bị phát hiện khi lặn dưới nước. Các tàu này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ chống tàu và chống tàu ngầm trong các vùng biển tương đối cạn. Tàu ngầm lớp Vasa Vianka cải tiến từ tàu ngầm Kilo với công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và phạm vi tác chiến rộng hơn. Được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm, thủy lôi và tên lửa hành trình Caliber 3M54, tàu có thể lặn sâu đến 300m và chở theo thủy thủ đoàn gồm 52 người. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP chỉ trích việc Bộ Thương mại Mỹ áp thêm thuế mới đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam là một quyết định bất công và cần phải xem lại. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 13 tháng 8 loan báo mức thuế mới đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam để chống lại chính sách trợ cấp của nhà nước đối với các doanh nghiệp tôm. Theo đó, mức thuế áp dụng với tôm đông lạnh của Việt Nam tăng từ 1,15% lên tới mức cao nhất là 7,88%. Báo chí Việt Nam nói tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam vốn đã bị thuế chống bán phá giá của Mỹ lên tới 26%, nay lại phải chịu thêm phần thuế 4,52%. Và VASEP phủ nhận cáo buộc rằng các công ty xuất khẩu tôm của Việt Nam được nhà nước trợ cấp và cho biết quyết định mới ban hành của Bộ Thương mại Mỹ sẽ tác động đến cuộc sống của 600.000 nông dân nuôi trồng tôm. Mức thuế mới cần được cả Bộ Thương mại Mỹ lẫn Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USITC, nhất trí trước khi chính thức có hiệu lực. USITC theo dự kiến sẽ ra quyết định chung cuộc trước ngày 18 tháng 9 tới đây. Hành pháp và lập pháp Mỹ có khác biệt trong quan hệ với Việt Nam. Tờ báo trên mạng The Diplomat vừa có bài phân tích sự khác biệt giữa hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ trong khi giao tiếp với Hà Nội. Nhà phân tích Ryan McClure của báo này viết rằng hành pháp Hoa Kỳ do Tổng thống Obama lãnh đạo hiện nay chú trọng nhiều hơn tới an ninh quốc gia và liên minh quân sự với các nước trong khu vực. Do đó, chính phủ của ông Obama dường như xếp nhân quyền và cải cách chính trị ở Việt Nam vào hàng thứ yếu. Trong khi đó, vẫn theo nhà phân tích này, thì các nhà làm luật tại Quốc hội Mỹ phải đối mặt với áp lực của cử tri, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho nên họ đặt nặng vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Vào ngày trước khi Chủ tịch nước Việt Nam đến Mỹ vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã có một cuộc điều trần với đề tài nổi bật là nhân quyền tại Việt Nam. Các dân biểu trong tiểu bang đối ngoại Hạ viện Mỹ muốn Tổng thống Obama gây áp lực mạnh để chính phủ Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và luật pháp. Sự khác biệt giữa hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ trong mối quan hệ với Việt Nam tương phản gay gắt, đến độ ngay cả một số giới chức hành pháp cũng nghĩ rằng nếu không giải quyết được vấn đề nhân quyền thì quan hệ Việt-Mỹ khó có thể tiến thêm. Nhà phân tích Mark Lowe đề nghị trước khi chính phủ Mỹ muốn tiếp tục hợp tác toàn diện hoặc đưa ra cam kết nào với Hà Nội, thì Tổng thống Obama cần thảo luận thêm với Quốc hội để chính sách ngoại giao của Tổng thống khỏi vướng mắc sự chống đối trong nước. ASEAN họp bàn về tăng trưởng thương mại và hội nhập kinh tế. Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN gặp nhau tại Brunei vào Chủ nhật tuần này trong cuộc họp kéo dài 4 ngày bàn về các vấn đề thương mại và tăng cường hội nhập kinh tế Đông Nam Á. Trọng tâm cuộc họp các bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 45, gọi tắt là AEM, diễn ra từ ngày 18 tới ngày 21 tháng này, xoay quanh các tiến bộ của ASEAN trong việc thực thi cam kết hội nhập kinh tế, tiến tới cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và sự phát triển kinh tế chung của khu vực. Hội nghị cũng sẽ bàn về chính sách cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng,
thuế và thương mại điện tử. Sau AEM, cuộc họp cấp bộ trưởng đối tác xuyên Thái Bình Dương và vòng thương lượng thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 22 tới ngày 31 tháng này. Dịp này, các bộ trưởng thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ thảo luận về hiệp ước tự do mậu dịch đang được đề nghị, trong đó có Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Liên Hiệp Quốc báo cáo về tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á-Thái Bình Dương. Tội phạm xuyên quốc gia đang trở thành mối quan tâm chung toàn cầu giữa lúc các mối lợi bất hợp pháp của các nhóm tội phạm tại Đông Á và Thái Bình Dương có thể gây bất ổn xã hội trên toàn thế giới. Theo báo cáo mới công bố của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm, phúc trình mô tả chi tiết các cơ chế hoạt động của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và lợi nhuận thu được của các tổ chức tội phạm dính líu tới buôn người, chuyển lậu di dân, buôn bán ma túy hay buôn lậu động vật quý hiếm. Báo cáo ước tính các nhóm tội phạm trong khu vực có thể kiếm chừng 90 tỷ đô la mỗi năm từ các hoạt động bất hợp pháp này, tức là cao hơn GDP của cả nước Lào gấp 13 lần. Buôn bán hàng giả kiếm lợi nhiều nhất lên tới 24,4 tỷ đô la. Sau đó là buôn gỗ lậu và heroin lần lượt là 17 tỷ đô la và trên 16 tỷ đô la. Riêng ở Việt Nam, các tội phạm kiếm tiền được nhiều nhất là tội phạm kinh tế, đặc biệt trong ngành gỗ và các sản phẩm về động vật quý hiếm. Kế tiếp là những tay buôn bán ma túy, làm hàng giả và buôn người. Một người chết, 5 người mất tích vì bão Uto tại tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc trước khi cơn bão xuống cấp thành bão nhiệt đới hôm 15 tháng 8. Trận bão ập vào đất liền hôm 14 tháng 8 với sức gió mạnh tới 150 km/h và mưa lớn gây ra lụt lội, lũ quét ở vùng núi. Hàng chục ngàn người đã được sơ tán, nhiều trường học, công sở, hệ thống giao thông công cộng phải đóng cửa. Trước đó, trong ngày 14 tháng 8, nhà chức trách Hồng Kông đã hủy bỏ nhiều chuyến bay và đóng cửa thị trường chứng khoán chính vì trận bão. Bão Uto quét qua Philippines hồi đầu tuần, gây nên nạn đất chùi và lụt lội, giết chết ít nhất 6 người và khiến 30.000 người khác phải dời cư. Nam Triều Tiên đề nghị tái tục chương trình đoàn tụ gia đình giữa hai miền Nam Bắc. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đề nghị tái tục những cuộc gặp gỡ giữa các thành viên gia đình đã bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên trong thập niên 50, một ngày sau khi hai miền Nam Bắc đồng ý khởi động lại một dự án công nghiệp chung đã bị đình trệ. Tổng thống Park hôm 15 tháng 8 đề nghị tổ chức các buổi đoàn tụ gia đình vào khoảng cuối tháng 9. Bắc Triều Tiên đề nghị các cuộc đàm phán hồi tháng trước để tái tục các cuộc đoàn tụ gia đình, nhưng sau đó họ đã rút lại đề nghị đó. Cho tới nay, miền Bắc vẫn chưa hồi đáp về đề nghị mới nhất của Seoul. Các cuộc đoàn tụ gia đình đã không được tổ chức trong 3 năm qua. Khoảng 20.000 người Triều Tiên đã được gặp thân nhân trong các buổi đoàn tụ giữa hai miền Nam Bắc. Đại học của Mỹ và Anh tiếp tục dẫn đầu thế giới. Các trường đại học của Mỹ và Anh một lần nữa lại chiếm nhiều chỗ trong top 20 trường hàng đầu thế giới, theo kết quả hai cuộc khảo sát riêng rẽ vừa được công bố. Khảo sát của Đại học Giao thông ở Thượng Hải cho thấy trường Harvard của Mỹ chiếm vị trí số 1. Trường Harvard đã chiếm vị trí này từ năm 2003 kể từ khi cuộc khảo sát được bắt đầu. Trong 20 đại học hàng đầu thế giới, có đến 17 trường là của Mỹ. 3 trường còn lại gồm Cambridge của Anh xếp hạng 5, Oxford cũng của Anh đứng hạng 10 và trường Đại học Tổng hợp Liên bang Thụy Sĩ hạng 20. Đại học Tokyo của Nhật năm ngoái hạng 20, nay bị rớt xuống hạng 21. Một cuộc khảo sát khác do báo The Times của Anh thiết lập cũng đưa ra những kết quả tương tự. Tin tức và các chương trình radio video của đài VOA trên trang nhà voa.tiengviet.com có thể được truy cập dễ dàng bằng trình duyệt Opera, qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Ngoài ra, quý vị còn có thể truy cập tin tức của đài chúng tôi qua các thiết bị di động bằng cách tải ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Bài vở đóng góp cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voa.bạnlambao@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trà My hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.